Phát biểu về việc Napoli kháng án thành công, dẫn đến việc Juventus bị trừ 3 điểm cách đây vài hôm, Andrea Pirlo tỏ ra vô cùng bức xúc. Trước báo giới, ông cho biết, chúng tôi không ngại việc đá lại, tôi chỉ thấy tiếc cho các đội bóng khác. Họ đã di chuyển và thi đấu dù mất cầu thủ do ảnh hưởng của Covid-19. Họ vẫn đến sân khách rồi mất điểm, mà chẳng hề kêu ca hay than phiền bất cứ điều gì. Vì vậy tôi tiếc cho họ hơn là tiếc cho chính chúng tôi. Phát ngôn khiến cho phía Napoli không khỏi nóng mặt. Mới đây, chủ tịch Aurelio De Laurentiis của đội bóng thành Naples đã lên tiếng chỉ trích chiến lược gia người Ý. Ông cho rằng Pirlo không phải là luật sư nên tốt nhất là tập trung vào công tác huấn luyện. Theo tờ Sun, cầu thủ đầu tiên Pochettino muốn đưa về PSG ngay chuyển nhượng mùa đông, đó chính là Dele Alli. Chiến lược gia người Argentina được cho là sẽ khôi phục vị thế của tiền vệ người Anh đã mất tại Tottenham ở đội bóng thành Paris. Không khó hiểu vì sao Pochettino muốn có Dele Alli, bởi ông hiểu rất rõ năng lực của tiền vệ người Anh từ khi còn dẫn dắt Tottenham. Ngôi sao 24 tuổi này từng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Pochettino ở Tottenham kể từ khi Pochettino bị Spurs sa thải vào cuối năm 2019. Đặc biệt là mùa 2020-2021, Dele Alli đã mất vị thế ở đội bóng thành London. Mùa này, Alli mới 11 lần thi đấu cho Tottenham trong mọi trận, trong đó chỉ 5 lần được đá chính và 4 lần ra sân ở Premier League. Premier League đang bước vào giai đoạn tourmalet với lịch thi đấu dày đặc. Nếu may mắn, các câu lạc bộ có thể được nghỉ 3 ngày giữa các trận, còn nếu không, họ chỉ có 2 ngày để hồi sức. Chelsea là một ví dụ khi đúng 48 giờ sau trận đại chiến Arsenal, họ sẽ phải tiếp đón Aston Villa vào đêm thứ hai. Điều đáng nói là Liverpool, Man United và Tottenham lại có 3 ngày nghỉ giữa các trận đấu của họ trong tuần hành xác. Điều này khiến huấn luyện viên Frank Lampard rất tức giận. Có những lúc sự chỉ trích có thể hướng đến các đơn vị truyền hình, trong khi chúng tôi đã 2 trận trong 48 giờ thì những đội đang cạnh tranh ở nhóm đầu đã 2 trận trong 3 ngày. Tôi không thấy sự công bằng ở đâu hết. Điều này hoàn toàn sai trái. 10 lần ra sân ở Premier League, Arsenal chỉ thu về vỏn vẹn 5 điểm từ 1 trận thắng và 2 trận hòa, còn lại trắng tay trong 5 trận. Trong những chia sẻ mới đây, khi được hỏi thẳng về khả năng Arsenal có thể rơi vào tình cảnh trụ hạng, huấn luyện viên Arteta thừa nhận lo ngại của mình. Giai đoạn 7 đến 8 ngày tới sẽ rất quan trọng và có thể quyết định xem chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu gì ở Premier League. Bạn có thể có suy nghĩ tích cực, không đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài hay bất cứ cá nhân nào. Khi mọi chuyện không đi theo đúng dự định, điều quan trọng là phải sát cánh cùng nhau và thay đổi bầu không khí, nhưng hiện chúng tôi chưa làm được điều đó. Sau trận đại chiến với Chelsea, Arsenal sẽ có 2 trận đấu dễ thở hơn về lý thuyết vào tuần tới, lần lượt gặp Brighton và West Brom. Dù vậy, trong bối cảnh hiện tại, dường như chẳng có chướng ngại nào là dễ vượt qua với pháo thủ. Theo Sportbin, Mourinho đang rất muốn chiêu mộ đội trưởng của Leipzig Marcel Sabitzer. Sabitzer hiện được coi là tiền vệ hàng đầu của Bundesliga. Dù sở trường đá tiền vệ trung tâm, nhưng tuyển thủ áo có thể chơi tốt trong vai trò số 10 hoặc chạy cánh. Mourinho đặc biệt quan tâm đến Sabitzer và cầu thủ người Áo cũng hứng thú với việc chuyển sang Tottenham. Dù vậy, rào cản của thương vụ này đến từ phí chuyển nhượng khi Leipzig sẽ không nhà thủ quân của mình với mức giá dưới 49 triệu euro. Hợp đồng của anh với Leipzig còn thời hạn đến hè 2022. Hiện tiền vệ 26 tuổi đang là cầu thủ nhận lương cao bậc nhất ở Red Bull Arena, tương đương 6 triệu euro một mùa. Leipzig muốn gia hạn với ngôi sao đội trưởng, nhưng tình hình tài chính không cho phép họ tăng lương cho anh.